Thưa quý vị và các bạn, với vai trò tiên phong, gương mẫu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cách để vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những đóng góp của người có uy tín đã góp phần trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Buôn Khanh, xã Chư Pui, huyện Krông Bông có 210 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 74%. Với vai trò là người có uy tín, nhiều năm qua, ông Y Nghiêng Bún Giá luôn tích cực tuyên truyền, vận động để bà con tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp bà con dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn mở rộng sản xuất. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong buôn giảm nhiều so với trước. Ông Y Nghiêng cũng thường xuyên tuyên truyền để bà con tham gia, đảm bảo an ninh trật tự, không nghe theo kẻ xấu. Với vai trò là người có uy tín trong cộng đồng, tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của bà con. Bản thân gia đình tôi cũng tập trung phát triển kinh tế hiệu quả để bà con học hỏi, làm theo. Nói phải đi đôi với làm, chứ mình vận động xuông, bà con không tin tưởng. Vai trò mà của người uy tín thì rất quan trọng trong việc là vận động, tuyên truyền, giải thích cho người dân họ hiểu để họ hưởng ứng. Từ đó thì nó cũng mang lại những cái hiệu quả, những kết quả cao trong cái việc triển khai thực hiện các cái chương trình kế hoạch của địa phương. Huyện Lắk cũng là một trong những địa phương phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền vận động, nhất là trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với ông Y Chong Mờ Bôn, người có uy tín ở Buôn Năm, xã Đắk Phơi, huyện Lắk, uy tín phải được tạo dựng từ những việc làm cụ thể. Ông tích cực phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình bằng cách chăn nuôi, trồng trọt với thu nhập mỗi tháng hơn 200 triệu đồng. Khi kinh tế ổn định, ông Y Chong đã hỗ trợ, hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gắn với thay đổi tập quán canh tác lạc hậu. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong buôn đã giảm còn 5,63%. Ngoài ra, ông Y Chong còn kết nối, vận động các nhà hảo tâm tặng gà giống, vịt giống cho người dân khó khăn trong buôn. Với vai trò là người có uy tín, tôi luôn gương mẫu và thường xuyên vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cũng như vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gìn giữ đoàn kết. Huyện Lắk có 76 người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, những người có uy tín đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Người uy tín có cái vị trí rất là đặc biệt trong cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Người uy tín là một như là một tấm gương để cho các là hộ dân khác nói theo. Người uy tín là phát triển kinh tế giỏi thì họ cũng là tuyên truyền lại cho các hộ dân trong buôn về vấn đề là thực hiện về phát triển kinh tế và thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mỗi cá nhân người có uy tín có những đóng góp ảnh hưởng khác nhau trong cộng đồng, nhưng đều có điểm chung là gương mẫu, nhiệt tình, lời nói có sức thuyết phục, nói đi đôi với làm nên đã tạo dựng được niềm tin với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm càng gắn kết, quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.